Quy trình điều trị tủy tại bác sĩ Trung Long Biên. Chúng ta cùng tham khảo với quy trình. Thứ nhất, bệnh nhân sẽ được sau đó chúng ta bước thứ 12 là tháo bỏ đam cao su và tiến hành tạo hình răng. Chúng ta có thể chám bít hoặc chúng ta sẽ phải làm những chiếc bọc mão. Thì trên đây là cái quy trình điều trị tủy răng gồm 12 bước để cho bệnh nhân hiểu cái quy trình chuẩn của châu Âu làm như thế nào. Xin cảm ơn các bạn.